Bây giờ đến cái thao tác là tháo tháo ra đó, khi mà để tháo ra để xếp lại khi dùng đến, khi không dùng đến nữa, hoặc là để khi mình di chuyển mang đi du lịch chẳng hạn. Rồi đi về cái này thì như hồi nãy có đề cập là mình có thể mở chốt của cái khung này, rồi mình rút cây ra và mình xếp lại. Rồi nếu không cần thiết cứ để nguyên miếng như vậy thôi cho nó gọn. Rồi cái bộ phận điều khiển này cứ giật cái dây của nó ra, giật dây kết nối ra và gỡ nó ra ngoài thôi. Cái kệ tay tả thì như hồi nãy cũng đã giới thiệu, thì mình có ấn chốt vào đây ở hai bên, mình để nó ra ngoài. Và khi cần xếp gọn lại thì như hồi nãy trong cái lắp ráp cũng đã giới thiệu, mở chốt hai bên, rút mấy cái cây khung ra hoặc là xếp gọn nó lại. Và cái cây đựng, túi đựng cũng thế, mở ra thôi. Bộ lưới thì trình tự ngược lại với khi mình gắn vào, mở những cái móc. Trước đó là lấy cái tấm đệm đây nè. Rồi sẵn cũng giới thiệu luôn, cái này thì là khi mình lấy ra ngoài rồi xếp gọn lại là bằng cách kéo những cái thanh này ra, lấy bỏ cái bộ lông ra ngoài luôn. Rồi khi mà bé mà đã có thể ngồi được và trên phần là khoảng trên 6 tháng thì mình có thể dùng lớp đệm để đặt vào bên dưới để cho bé dùng với tầng dưới, dùng có thể dùng cho bé đến 3 tuổi đó. Ngoài ra cái tấm đệm như thế này nó cũng có ở đây, nó có những cái bốn cái khe để mình xỏ dây và mình cố định tấm đệm lại đây. Mình xỏ vào đây, mình dán vào bên dưới, tương tự bên đây cũng vậy, dán vào bên dưới vào khe này, dán vào bên dưới để mà cố định tấm đệm không cho nó bị trùng. Thực sự thì cũng không cần thiết, tại vì mình khi mình đặt xuống là nó đã sát vào bốn góc, nó có bốn cái khe để giữ lại bốn góc rồi, cũng không thể đùng tấm đệm được. Nó đã có bốn khe giữ lại. Các mẹ cứ yên tâm là bé sẽ không leo được ra ngoài đâu. Rồi phần quan trọng là xếp cái củi nó lại như thế nào. Rồi ngược lại với là cái phần mà hồi nãy khi mà mình mở mình lắp nó, bây giờ mình tháo ra. Cái thứ nhất á là mình phải kéo cái trụ này lên trước theo trình tự ngược lại so với lại khi mà mình mở nó lắp đặt. Khi mình kéo cái trụ này lên trước thì các bộ khóa của bốn thành giường nó mới mở ra để cho mình có thể xếp lại. Đây mình sẽ thao tác như thế này, mình ở đây là cái nút nhấn, mình sẽ nâng nó lên một chút, nâng nó lên một chút, bấm vào nút và đẩy nó xuống. Lưu ý đẩy cho mở, có hai khớp bên đây đều xếp lại hết. Nếu mà một bên xếp lại một bên chưa là cũng nghĩa là cũng chưa hoàn tất, tiếp tục nhấn nút đẩy xuống. Tương tự bốn phần nâng lên một chút, cái này là bóp nút đẩy xuống, nhớ là cho một nó xếp xếp cả hai cấp hai bên thì xếp lại hết. Tương tự ở đây cũng thế, nâng lên một chút, nhớ là luôn luôn phải giữ cái trụ trụ đứng giữ ở vị trí cao,
bóp nâng lên và cái đẩy xuống. Đây cũng thế, bóp nâng lên một chút và đẩy xuống. Rồi, thao tác bên đây là cái này nó bị thẳng ra lại rồi, bóp xếp lại. Giờ đây cái phần kế tiếp là mình sẽ trải tấm đệm ra, có cái này vào và gài nó lại. Rồi sau đó cho vào bao. Riêng cái phần riêng cái phần mà đệm lưới đỡ, cái lưới đỡ và những phụ kiện khác á, mình có thể cho vào, nhét tất cả vào. Nhưng mà là do nhiều phụ kiện quá cho nên là có thể là phải để riêng bên ngoài, cho vào bao riêng, bao khác riêng. Lưu ý khi cho vào bao đó thì là mình cho cái mặt hở này của cái bao á, nó nằm trùng với lại vị trí cái tay sắt. Mình có thể mình mới có thể sắt được. Đây. Rồi, ngoài ra những phụ kiện như là lưới đỡ hoặc là những cái kia đó mình có thể xếp gọn, mình nhét xếp từng gọn, mình gắn nhét vào bên trong cũng được, hoặc nếu tốt hơn thì là mình dùng cái bao khác để đựng bên ngoài.